Nga điều trung đoàn đặc nhiệm Chechnya tới chỉ diện cho chảo lửa Bakhmut. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga đã điều động các binh sĩ thuộc lữ đoàn đặc nhiệm Ahmad tới tham chiến tại nước này. Trong một thông cáo được đưa ra hôm 24 tháng 2, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận quân đội Nga đã điều động 200 binh sĩ thuộc lữ đoàn đặc nhiệm Ahmad của Cộng hòa Chechnya tới chỉ diện cho mặt trận Bakhmut ở miền đông nước này. Việc điều động binh sĩ tiếp tục được diễn ra tại Cộng hòa Chechnya của Nga, khoảng 200 binh sĩ thuộc Trung đoàn đặc nhiệm Ahmad đã được quy động đến tiếp diện cho mặt trận Bakhmut từ hôm 23 tháng 2, thông cáo trên viết. Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine khẳng định quân đội nước này đã gây ra nhiều thiệt hại cho các lực lượng Nga trong ngày kỷ niệm một năm xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Theo đó, chỉ trong ngày 24 tháng 2, quân đội Nga đã mất 970 binh sĩ, 13 xe tăng, 7 xe bọc thép, 11 tổ hợp pháo binh, 3 pháo phản lực phóng loạt, 3 hệ thống phòng không, cùng 4 máy bay không người lái UAV. Các đợt tiến công của Nga trên các mặt trận tại Ukraine cũng bị đẩy lùi. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng về những thông tin trên. Trung đoàn đặc nhiệm Ahmad là một đơn vị thiện chiến và dày dặn kinh nghiệm trong biên chế của lực lượng vũ trang Chechnya. Tại miền đông Ukraine, nhiều lính đặc nhiệm thuộc trung đoàn này đã được điều động đến chiến đấu bên cạnh quân đội Nga. Hôm 20 tháng 2, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov tuyên bố, các đặc nhiệm thuộc đơn vị Ahmad của nước này đã phối hợp cùng các binh sĩ thuộc quân đoàn 2 của quân đội Nga trong chiến dịch giành một cao điểm chiến lược gần khu định cư Belogorovka ở tỉnh Lugansk, miền đông Ukraine. Các trận giao tranh quyết liệt nhằm kiểm soát cao điểm chiến lược này đã diễn ra từ lâu. Sau một trận đột kích bất ngờ và dứt khoát, các đơn vị của chúng ta đã giành được thêm 5 km lãnh thổ và tiến gần hơn tới việc kiểm soát tuyến đường sắt dẫn tới Severs. Việc này sẽ mang lại lợi thế đáng kể trên tiền tuyến. Ông Kadyrov viết trên trang Telegram cá nhân. Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, ông Kadyrov được biết đến là một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất của Tổng thống Putin. Ngoài việc cử binh sĩ của lực lượng vũ trang Chechnya đến tham chiến trực tiếp tại Ukraine cùng quân đội chính quyền Nga, ông Kadyrov còn tích cực đăng đàn chỉ trích và thậm chí đe dọa các nước phương Tây là đồng minh của chính quyền của Tổng thống Ukraine Zelensky. Các lực lượng ủng hộ phe Moscow và phe Kiev. Một trong số các lực lượng đóng góp tích cực trong những bước tiến của quân Nga ở trên đất Kiev chính là quân Chechnya thân Nga. Lực lượng Chechnya còn được gọi là Kadyrovites, là những chiến binh đến từ đất nước Chechnya nhỏ bé, nằm ở miền nam nước Nga, nổi tiếng với sự hung dữ và tàn bạo. Những chiến binh này hiện là một phần của Liên bang Nga, họ là một trong những lực lượng du kích hiệu quả và cũng nguy hiểm nhất thế giới. Người Chechnya là một trong nhiều nhóm dân tộc, có nguồn gốc từ các vùng cao phía bắc của Kansas. Trong hàng nghìn năm, mặc dù sự hiện diện của họ có thể bắt nguồn từ nhiều thế kỷ trước, nhưng phần lớn lợi ích dân tộc này được xác định bởi khát vọng độc lập và tự chủ. Năm 1917, các nhóm dân tộc khác nhau, đa số là người Hồi giáo, tuyên bố độc lập khỏi nước Nga và được các cường quốc hàng đầu khác nhau công nhận là những cư dân núi thống nhất của Bắc Caucasus. Cuối cùng, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Chechnoikus được thành lập. Tuy nhiên, một nhóm người đã ly khai chống lại Liên Xô để giải quyết tình trạng phản đối này, Joseph Stalin quyết định người Chechnya sẽ phải rời khỏi khu vực và bị trục xuất đến Siberia. Nhiều năm sau, dưới sự lãnh đạo của Nikita Khrushchev, người Chechnya được quay trở về quê hương. Năm 1991, Cộng hòa Chechnya đã được thành lập sau khi Liên Xô sụp đổ và nhiều người đã chiến đấu vì nền độc lập của họ. Cộng hòa Chechnya đánh bại các lực lượng của Nga, do đó giành được độc lập thực tế vào năm 1995. Việc Chechnya nước Cộng hòa thuộc Nga đòi ly khai là vấn đề khiến cho Moscow đau đầu nhất vào thời kỳ hậu Xô Viết. So với diện tích khổng lồ của Nga, Chechnya chỉ là một vùng đất nhỏ bé với dân số hơn 1 triệu người. Tuy nhiên, nếu Chechnya thực sự được độc lập khỏi Nga, thì làn sóng đòi ly khai có thể sẽ xuất hiện ở nhiều vùng lãnh thổ khác mà Moscow không thể kiểm soát được. Tháng 12 năm 1994, bất chấp rất nhiều cảnh báo từ Nga, Dzhokhar Dudavets, lãnh đạo lực lượng ly khai Chechnya đơn phương tuyên bố Chechnya độc lập và thành lập nước Cộng hòa Chechen tự xưng dưới sự chỉ đạo của cựu Tổng thống Boris Yeltsin. Quân đội Nga tấn công phe ly khai ở Chechnya nhưng không giành thắng lợi. Trong cuộc chiến chống Chechnya lần thứ nhất, quân đội Nga hứng tổn thất nặng nề với hơn 3.000 binh sĩ ngã xuống. Tháng 8 năm 1996, Nga buộc phải rút quân khỏi Chechnya sau khi đạt được lợi thế nhỏ là xóa sổ thành công Dzhokhar Dudavets trong cuộc tấn công bằng tên lửa. Thất bại ở Chechnya cũng khiến cho quân đội Nga tổn thất hình ảnh nghiêm trọng khi bị đánh giá là yếu kém và lạc hậu. Tháng 5 năm 2000, Putin tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga. Một trong những ưu tiên hàng đầu của ông là đưa Chechnya quay trở về với Moscow.
Tháng 9 năm 1999, hai tòa nhà chung cư ở Moscow bị đánh bom. Nga cáo buộc phe ly khai ở Chechnya đứng sau vụ tấn công và cuộc chiến Chechnya lần thứ hai lại bùng nổ. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của ông Putin, quân đội Nga đã thể hiện sức chiến đấu và trình độ tác chiến cao hơn rất nhiều so với 4 năm trước đó. Vây hãm, dồn ép kết hợp với hỏa lực từ khí tài hiện đại là chiến thuật chính được Nga sử dụng trong cuộc chiến lần hai ở Chechnya. Điều này tỏ ra hiệu quả trước lối đánh du kích có phần non nớt của lực lượng ly khai. Ngày 13 tháng 4 năm 2000, chỉ 4 tháng sau khi ông Putin nắm quyền, Cộng hòa Chechen tự xưng sụp đổ. Grozny, thủ tướng của Chechen, được quân đội Nga kiểm soát 9 năm liên tiếp. Nga liên tục tổ chức các hoạt động tấn công, truy quét các lực lượng ly khai ở Chechnya. Vào ngày 15 tháng 4 năm 2009, Nga tuyên bố không còn bất cứ phần tử ly khai nào ở Chechnya. Thành công ở Chechnya giúp quân đội Nga khôi phục lại vị thế ở trên trường quốc tế, và ông Putin đã khẳng định tài năng lãnh đạo, nhận được sự ủng hộ lớn từ người dân. Chiến binh Chechen được coi là những binh lính cực kỳ cứng rắn. Họ thường chiến đấu theo các đơn vị nhỏ, cơ động cao, có thể lựa chọn địa điểm và thời gian diễn ra trận đánh của mình, tấn công nhanh và rút lui. Được trang bị vũ khí hiện đại, họ rất cẩn thận ở trong việc bảo tồn vũ khí và đạn dược, hiếm khi lãng phí nó vào các mục tiêu mà họ không có khả năng gây ra tổn hại cho đối thủ. Trong một khu vực ngập tràn vũ khí, họ có thể tự trang bị và trang bị tốt, đôi khi bằng cách chiếm được những thứ họ cần. Chiến binh Chechnya cũng là một lực lượng có kỷ luật cao, không rượu và thuốc lá. Cái tài của ông Putin là không những dẹp yên được Chechnya mà thậm chí còn thu phục được con trai của nhà lãnh đạo Chechnya đã bị xóa sổ ở trong cuộc chiến chống Nga. Người mà đang được nhắc đến, Ramzan Kadyrov, là tổng thống của Chechnya. Sinh năm 1976, ông Kadyrov đang là chỉ huy đội quân biệt kích Chechen nổi tiếng thế giới, là một trợ thủ đắc lực của ông Putin. Cha của Ramzan Kokavov là Aman Kidavov, sinh ra tại Kazakhstan trong một gia đình của người Chechen, bị Stalin lưu đày tại đây. Sau khi Liên Xô tan rã, Aman đi theo thủ lĩnh ly khai Yokhan Dudavay và trở thành một trong những chỉ huy quân sự của Chechnya, làm đến chức Chủ tịch Hội đồng Mufti Cộng hòa Chechen Ikheria. Khi quân đội Nga tấn công ở trong cuộc chiến Chechnya lần 1, Kadyrov cha đã nói quân Nga đông hơn quân Chechen 150 lần, do đó mỗi lính Chechen cần phải hạ gục được 150 lính Nga là xong. Tuy nhiên, đến cuộc chiến Chechen lần 2, lực lượng của Chechen lúc này đã không còn lý tưởng để giành độc lập cho đất nước Chechen Ikheria nữa mà trở thành một phần của cuộc thánh chiến Hồi giáo. Mùa xuân năm 1999, Kadyrov cha bị thủ lĩnh ly khai Chechen Aslan Makhadov cách chức Chủ tịch Hội đồng Mufti và ông ta quyết định đầu hàng Nga là do thánh chiến Hồi giáo không phải là con đường của người Chechen phục vụ. Năm 2003, cuộc chiến Chechen lần 2 chính thức kết thúc. Aman Kadyrov trở thành tổng thống đầu tiên của nước Chechen tự trị. Tuy nhiên, ông ta cầm quyền không được lâu. Dimano tại Grozny, con trai của Aman Kadyrov, Ramzan Kadyrov đã trở thành tổng thống Chechnya và vô cùng căm hận quân đội Jihad đã làm hại bố mình và tàn phá đất nước Chechnya trong một cuộc chiến không phải vì người Chechen. Và chính vì vậy, Ramzan Kadyrov đã trở thành người ủng hộ Nga rất nhiệt tình trong việc quét sạch quân thánh chiến Hồi giáo, không chỉ ở Chechnya mà còn ở khắp nơi trên thế giới. Người ta ví von rằng Ramzan Kadyrov là một tạo vật ma quái nhất của ông Vladimir Putin, giống như nhân vật Smerdikavov trong tác phẩm kinh điển của Nga, anh em nhà Karamazov. Kadyrov tuyên bố anh ta chỉ thực hiện mong muốn của chủ nhân Putin bằng những thủ đoạn tàn bạo và đe dọa với các đối thủ chính trị. Nhà lãnh đạo Chechnya tự coi mình là chiến binh của Putin và câu thần chú này không bao giờ phai nhạt, được ông ấy lặp đi lặp lại nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn tại một trong những cung điện của nước Cộng hòa Chechnya. Miễn là Putin ủng hộ tôi có thể làm mọi thứ. Nhờ sự ủng hộ của ông Putin đã sống cuộc sống của một vị vua ở trong thập kỷ qua, trong đó Putin, sau hai cuộc chiến chống lại người Chechnya nổi loạn, đã trao quyền tự chủ nhiều hơn cho Chechnya, đổi lấy lòng trung thành của Chechnya với nhà nước Nga. Kadyrov đã giữ lời hứa với Putin, cung cấp cho Moscow cử tri và binh lính trung thành. Kadyrov sống một cuộc sống của một vị đế vương, xây dựng đế chế gồm các cung điện sang trọng, tuy nhiên hầu hết người Chechnya không phản đối, mà vẫn vui vẻ ủng hộ Kadyrov dưới sự cai trị của mình. Nhờ hàng tỷ rúp do Putin rót vào, Chechnya từ một vùng đất hoang tàn đổ nát đã trở thành một thiên đường xây dựng khiến cho hầu hết các nước Cộng hòa láng giềng phải ganh tị. Phương Tây coi lực lượng Hồi giáo người Chechnya là vũ khí quan trọng của Tổng thống Nga. Quân đội từ phe nổi dậy đã trở thành đồng minh Chechnya cho biết đã triển khai ít nhất 12.000 binh lính Chechnya ở Ukraine để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Thủ lĩnh Kadyrov đã từng triển khai lực lượng của mình ở nước ngoài để hỗ trợ cho các hoạt động quân sự của Điện Kremlin trước đây ở Syria và Georgia.
lực lượng Chechnya có rất nhiều kinh nghiệm ở trong tác chiến đô thị, một khía cạnh có thể giúp cho quân đội Nga chiếm thủ đô cũng như các địa điểm quan trọng khác ở Ukraine. Trong một thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, người Chechnya đang hoàn thành nhiệm vụ của họ ở các khu vực ở Kiev và các thành phố khác. Về phần mình, thủ lĩnh Kadyrov cũng đảm bảo rằng tiểu đoàn của ông không nhằm chiến đấu chống lại Ukraine hay người dân Ukraine. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, ông Kadyrov đã nhiều lần gửi thông điệp đến ông Putin, bày tỏ mong muốn các lực lượng tinh nhuệ của Chechnya có cơ hội được ra tiền tuyến. Ông Kadyrov cũng cho rằng ông Putin nên giao trọng trách tấn công các thành phố lớn khác của Ukraine cho lực lượng Chechnya, có thể giải quyết nhanh gọn và sớm kết thúc xung đột. Hãy ra lệnh cho chúng tôi tấn công Kharkiv. Kiev và tất cả các thành phố khác ở Ukraine, chúng tôi sẽ hành động nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Thưa ngài Tổng thống, Tổng tư lệnh quân đội, tôi đã rất nhiều lần nói rằng tôi là một chiến binh, tôi sẵn sàng hy sinh. Nhưng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn các binh sĩ của chúng ta lần lượt ngã xuống. Tôi đề nghị ngài Tổng thống cho các chiến binh của chúng tôi có cơ hội để chứng tỏ hết mình, sử dụng tất cả các sức mạnh có thể để hoàn thành nhiệm vụ một lần và mãi mãi. Mới đây nhất, lãnh đạo Chechnya Rayam Kadyrov đã tuyên bố các lực lượng tinh nhuệ được giao trọng trách dẫn đầu cuộc tiến công vào thành phố cảng chiến lược Mariupol ở phía đông nam Ukraine, gây nên thế trận giằng co với quân Ukraine tại đây. Các bạn có suy nghĩ gì về sức mạnh của lực lượng này? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Thông tin vừa rồi đã kết thúc video của kênh TV24h. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!